bà có con mình mà đo bà bà từ mình tìm được trang bật mơ khứ nhiên nâng là kẹt sau cả tháng là cô bà chết với ca bằng ca bà chôn sang sai chôn đồ khứ nhiên đo ra cắm trong buồn pin nhẹ mình tìm được trang bật mơ khứ nhiên đặc nom này lục rẻ sân này tố chân bà nhà đất ni cả nhà lại sập sai ốc rôm nâng mình tìm được trang bật mơ khứ nhiên ram ca chẳng ở bằng hai pi ai đom ô đom sân này nếp sau vườn là kẹt sau ca là cô bà chết nâng ca châu rung vì ai cập hiếp vì lục bộ bốn hiền bà về địa nhà rung ôm dự ca ôm sẽ là đồng bông khai có cống bàn phương ca bằng cạp cả đàn ấy chung đô cương nhiên mùi cả đàn ấy tam ca nhông nhông rồi bỏ lô bà đã khâu chụp bắp nâng chống nội lưu spiên stung vên sắp nơi khăn ông phung stung vên sẵn cắt stung vên khăn ông khai mà đã phung bấn khai có cống hai cơ bản rô khơi là cương nhiên bởi phết mà ta có chống nội bùn cân chọc tốt nơi lưu khăn chôn sáng say nếu bị thay thì một phai bì khai thân vì lê mong buồn là nghịch phòng này và ta vừa phốp bí lục rẻ sân này tố chân bà nhà rất bàn bạp nẹp bò rộng miên dương ở đằng thà nông ca chọc bọc rạp ní mà cứ krom rộng bọc vụ lục thua tam ca chọn ọt bọc hai rộng bọc à kẹt sân nông ca nông cô ba chiệt hai cơ bàn thua ca khóc luôn chôn song sai mình nè chung mục xuân sọc hẹ và phết bọc ả dụng ở xa sọc bí chân em sau cầm nạ nập hôn mật tập hiệp sẵn cắt mật tập hiệp krom rẻ sẻ nụ miên tì dụng nơi bà chọc bọn chụp bẩn tụp lê và ê xôn bà bọc thật nông nông phung bày sẵn cắt mặt miền chơi không khai mặt của mình có bán chai chê bằng to là bằng to và chua lấy bà xôn sập à xôn rằm bớ nâng à xôn rằm buồn có bán rục hơi mà cương nhiên phục hết mà ta gọi chùm nguồn đọc rằm buồn và chọc tốt nâng và thậu ta mua chùm nguồn thay mặt phòng rồi tên thuộc cả khóc luôn chôn xong xay mà nẹ bằng thay mặt tiết và chung mua uôn bốn thay mà phép bó ả dụ sang sập chân ám miền mục rộng bó bật và cọt bà mình bật bật miền tì lùm nơi bà chạm bón ở phùng bấy sẵn kẹt sẵn mặt miền cháy không khai mặt phùng mất khát cả cổng lục rẹt sẵn này tô bằng to thiệt hà chôn sông say chôn đô khương nhiên kháng lứ cư miền ca rê ca nặng đạp biểu bản đăng tất đo và sẵn nông ca rực hà nặng cô ba chiết chỉ tràn lược tràn xa nam mục hai tựp khổng rộng bỏ lô cơ tu bình chiếc tòa đồng bơi ca chôn bóng krap cả nây mùi nỉ cư rùm lục phong đại thà chôn sông say khương nhiên kháng lứ chỉ mục xa nha chôn đô khương nhiên đo sạc cam bật trăm khát cả cổng khoảng này hai ca lụ đố cương nhiên rồi bọc kê miên ca bằng chồng ho bình tổng hơn hạ đồ chỉ tìm xa xa rầy muối đai một miên ca nhỏ nhuyết nâng sầm nanh bà nâng sầm nanh chụp bạc toa tại sọ hai co bùng đai khơi mà ca tục sát nâng ca bằng gram pi con cầm lao sầm tập kích và trăm khai co công nụ đài và chụp bón chôn song sai tầm pi nè trời cầm lăng ca rời dài cầm đa và trăng bọt lầm mơ cương nhiên bốn chung tơ sân ca nâng cô ba khai co công đầm bây xa xua bốn thai nâng ca co sang sầm nồng rương đầm bây bốn chung khuôn chôn xong sai thời gian sẽ làm được bông khát các cống chặt cá để tam được tệ về thi chế bạc bóng đài bà tôi sẽ cái chôn chỉ tìm tới bà này cái chia riêng mua bà cua để ốc ốc sa tô bà không con làm sao mà ta cây bà được không trăm khát các cống nó thua ca bóng cạp bà bàn từ lời bộ cô bảy nè bà là cho trái chế từ nâng bà phần tụp lấy e xôn bà phần pal bà e xôn phần buôn nữa bà bàn khơi từ lời bộ cô bà tiền bảy nè đi bà cầm bông tài thua ca prapra thường nhiên là ca trái trái thường nhiên đại nhẹ thằng bấy nhẹ cứ chia một sân nhà để chặt làm đó mà đại chia một sân nhà sạc cam hai cứ chia ca chuôn đô và đôi chỉ tìm xa sẽ lấy hai bạn đây cứ chia ca lỡ lắng rồi bỏ hàng mà ta kết được trăm khách có công của đại bà hay chụp bùa đường đi bà cứ mới tới và việc thông thê nè làm đó bà cùng gặp hàng khai có công cư dương ca đã việc mình đăng mà chỉ chia làm đó đây vận tay miền mà ta kết nè vừa sau bà bạn ta đã xa tài lượng đi bà mình cao bình chia vì lộp bà ở đông sân đây bà ở đông đi bà đông sân đây nẹp sửa vui mà kẹt sân ngang cô bà chia mình cao cho luôn bị ai gặp hiệp lộ bồ bồn hên phóng bởi vì ở nhà ông sẽ là bồn khách có cống bà tư miên về thiên đại ca này ca chập luôn bà bảy mình phóng này bà thà chụp bùa cả lần này này ca thà chập cho nó mơ nè đại rô xì chung đồ cường nhìn bà chứ thông đá mẹ là thà đôi cả lần này thà ẩm bơ hăng xa rồi có kết cảm ấy xem xét và là đập nắng phim trở tam chạp tam rồi bà cả lần này cường nhiên cứ trở miền ca sớm kết bà phổ tha ca dân từ chạp khọt luôn chân mở chân song sai chẳng cứ thật thiêm tia dân hỏi khơi nơi sẽ cảm hiểu bọc kê nắng rồi có miền bật thuộc tàng bạc lọ bà sân chỉ dân từ chạp chạy đoàn ấy thà mình kê mình mình thôi sẽ cảm hiệp ấy hay chạy ắt khơi nhờ thà vật thổ tàng tiết chẳng có vì chạp kẹt bàn này bà hay cả này đi cả là cả lòng máu cứ khang ở nhà thôi và lịch sử mặt cách ấy nắng lọt từ tu ban biệt mình đang chờ này bà tiện tôn cho mình đang chôn song sai ở tiền bảy rùm bạc pi rùm
បាទ3រូបបាទអដែលថាមានការប្តឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់យ៉ាងសេរីនៅខាងខេត្តកោះកុងនេះតែម្ដងហើយទៅតែបាទរយៈពេលនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទទួលថាបញ្ជាផ្ទាល់ពីឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនបាទចុះបង្ក្រាបស្ទាក់ចាប់បានទាំងថាវត្ថុតាងនិងថាមាននៅសម្ភារៈផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពលក់និងចែកចាយគ្រឿងញៀននេះតែម្ដងនៅក្នុងផ្ទះជួលតែម្ដងបាទគឺពីបន្ទប់ A7 និង A09 ដែលជាកន្លែងជនសង្ស័យស្នាក់នៅបាទបាទហើយយើងឃើញថាបាទមុខរបរនេះបាទវាមិនដែលបានគង់វង្សទេបាទគឺណាដែលបានតែមួយឆាវបាទគឺថាបើសិនជាលក់បានបាទបានកម្រៃខ្ពស់បាទមានការថាអូសុខចិត្តណាស់បាទទៅរកបន្ថែមដើម្បីលក់បន្តបាទប៉ុន្តែយើងបកមកវិញមួយទៀតបាទគឺថាមុខរបរនេះគឺមិនគង់វង្សដោយសារតែអ្វីគឺបាទគឺជាមុខរបរខុសច្បាប់បាទកាលណាដែលខុសច្បាប់បាទហាងសមត្ថកិច្ចមានការអើពើបាទឃ្លាំមើលនឹងការសកម្មភាពបាទបញ្ហាគឺនេះហើយបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានថាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាញៀនហ្នឹងបាទសូមមេត្តាដែរថាដែលមានការចែកចាយបន្តបាទហើយសូមមេត្តារីកឹតឡើងវិញបាទរោគមុខរបរអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក៏សូមកុំបន្តទៅទៀតបាទព្រោះថាពាក្យថាគ្រឿងញៀនមួយម៉ាត់បាទវាមិនដែលល្អវាមិនដែលនាំអ្វីដែលផ្ដល់ជាមួយនឹងសង្គមទេបាទវានាំតែបំផ្លាញបាទបំផ្លាញទាំងសង្គមបំផ្លាញទាំងអនាគតបុគ្គលបាទបំផ្លាញទាំងអ្វីផ្សេងៗទៀតមានច្រើនបាទជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះបាទហើយក៏ចូលរួមអបអរសាទរផងដែរបាទចំពោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៅខាងខេត្តកោះកុងបាទទាំងព្រះអញ្ញារោងបាទព្រះអញ្ញាអីហ្នឹងបាទគឺសូមអបអរសាទរអបអរសាទរចំពោះគាត់ផងដែរហើយក៏សូមបាទសំណូមពរទៅគាត់បាទសូមបន្តនៅវេកមុខបាទជនបាទដែលចែកចាយគ្រឿងញៀននិងសេពគ្រឿងញៀនបាទដើម្បីវេកមុខពួកគាត់យកមកកាន់ទីស្នាក់ការបាទនគរបាលមានការអប់រំឬការចាត់ចំណាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទបាទបាទសូមអរគុណហើយសម្រាប់ពលមាននេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងបន្តនៅ